Ladies and gentlemen, before we start the flag ceremony, please turn your phone on silence so it doesn't disturb the ceremony. And also, if you have hats on or things that are on your head and not part of your uniform, or not part of a uniform, please remove during the ceremony. Thank you. Cũng đến giờ làm lễ rồi, thì chúng em xin phép được bắt đầu lễ cho cờ. Em sẽ sang lại cho em Michael Minh. Không phải không có mặc quân phục, đang đội nón, xin vui lòng giở nón xuống cầm tay và để chúng ta cử hành nghi thức chào cờ. Xin cảm ơn. Audience, attention. Scouts, attention. Color guard, prepare to advance. Color guard, advance. Anh em cụ nhân chú ý. Color guard, halt. Color guard, prepare to raise the colors. Quốc ca Hoa Kỳ. Chào tay. Chào. Scout salute. Ca Hoa Kỳ chấm dứt. Đem tay xuống. Thảo diễn nghỉ. Quốc ca Việt Nam. Nghiêm. Chào tay. Chào. Scout salute. Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đem tay xuống. Thảo diễn nghỉ. Một phút mặc niệm. Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, và đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trên biển cả vì tự do và tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghiêm.
phút mặc niệm chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị. Color guards. Color guards, secure the halyards. Nghi thức chào cờ và mặc niệm đã hoàn tất viên mãn do các em hướng đạo Liên đoàn Diên Hồng cùng với các liên đoàn trưởng Kiệt và anh Kim phụ trách cùng với John Dũng. Xin thành thật cảm ơn các em hướng đạo đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Để mở đầu chương trình khai mạc buổi chào cờ đầu tháng 8, xin trân trọng kính mời bác sĩ Phạm Đức Vượng đến lễ đài để có đôi lời cảm tạ đến quý đồng hương đã dành thời gian quý báu ngày thứ Bảy hôm nay đến tham dự lễ chào cờ. Xin mời bác sĩ. Kính thưa các bậc trưởng thượng, kính thưa các liên trưởng, huynh trưởng, quý chiến hữu, quý đồng hương, người Việt tị nạn cộng sản và các em hướng đạo sinh Liên đoàn Diên Hồng. Chúng tôi hôm nay có mặt tất cả tại đây cùng với các em để chúng ta chào kính lá cờ thân yêu, cũng là lá cờ biểu tượng cho tất cả những người Việt có hiện có mặt tại những nước trên thế giới để tìm sự tự do và bảo vệ sự tự do đó. Buổi chào cờ ngày hôm nay cũng nói lên ý nghĩa là chúng ta đã sinh sống tại đây gần 50 năm. Tuy rằng là một cái cộng đồng non trẻ, nhưng chúng ta cũng đã đóng góp vào địa phương này, cũng như sự đóng góp của các cái thế hệ trẻ đã tham gia trong các cái quân, các binh chủng của quân lực Hoa Kỳ để bảo vệ nền tự do dân chủ và bảo vệ nước Hoa Kỳ. Bởi thế cho nên tinh thần dân chủ đó và tinh thần bảo vệ đó phải được thể hiện ngay tại địa phương này. Địa phương này chúng ta ở vườn truyền thống này nằm trong khu vực 7 và chúng ta trước đây phải đứng ở phía ngoài để chúng ta chào cờ kể cả mưa gió. Và các em hướng đạo luôn luôn đúng 9 giờ, dù mưa, gió, nắng hay là gì cũng đều giữ gìn cái truyền thống đó. Mà chúng tôi là cái thế hệ lớn tuổi cũng học tinh thần đó nơi các em và rất là tôn trọng tinh thần đó. Hôm nay buổi chào cờ này nhắc nhở cho chúng ta vườn truyền thống này đáng lẽ là chúng ta được quyền sử dụng 4 mẫu, tức là chúng ta nhìn tất cả ở đây nó thuộc về cái vườn truyền thống Việt, nhưng hiện nay chúng ta chỉ tạm thời được sử dụng ở trong khoảnh đất này. Vậy thì chúng ta phải làm sao để chúng ta có được cái quyền đó, cái quyền lợi như các sắc dân khác đã đóng thuế, đã làm tất cả những nhiệm vụ của một người Mỹ, tuy rằng chúng ta là gốc Việt. Bởi thế cho nên chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta, những người đã đến tuổi đi bỏ phiếu, hãy vận động làm sao để chúng ta dùng sức mạnh của lá phiếu nói lên sức mạnh của chúng ta, yểm trợ cho nghị viên nào, và nghị viên đó phải bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ cái đòi hỏi mà những người cử tri trong khu vực cần thiết, cụ thể là vườn truyền thống Việt này và bức tượng Việt Mỹ, tức là bức tượng hai người chiến sĩ Việt và Hoa Kỳ đã cùng chiến đấu để bảo vệ miền Nam. Đáng lẽ nó được thực hiện từ đầu năm 2022 và lời hứa đó cho đến nay thì vẫn thành mây khói và chúng ta vẫn chưa có một cái chỉ dấu gì gọi là cái đó được thực hiện. Hôm nay chúng tôi xin nhắc lại để chúng ta hãy đi bầu phiếu, bỏ qua tất cả các mọi dị biệt, làm sao để có được một người nghị viên đại diện cho cộng đồng người Việt tại thành phố San Jose. Phần thứ hai, chúng tôi muốn nhắc đến quý vị
chúng ta có được an toàn tại địa phương trước đây ở các thành phố ở Việt Nam, và chúng ta cũng qua đến được đất nước này là nhờ ai? Thưa quý vị, đó là nhờ các người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ở ngoài tuyến đầu bảo vệ để chúng ta có được sự tự do hành làm việc. Ngày hôm nay những người đó đã bị thương nặng và sau 40 mấy năm đây đó vẫn còn sống sót, và nhờ vào những tấm lòng của những người chúng ta, những người biết ơn. Tuy rằng những người thương thương binh Việt Nam Cộng Hòa họ không đòi nợ, nên chúng ta không có nợ, chúng ta là thương binh được thanh thản. Chúng tôi muốn nhắc đến đại nhạc hội Cảm Ơn Anh đã được tổ chức 14 kỳ, trong đó có nhiều lần tổ chức đại nhạc hội của năm nay thì tổ chức tại Nam Cali, và ngày mai 7 tháng 8 năm 2022, và chúng tôi có mang một số các cuốn sách, các thứ cuốn báo ở trong này có flyer nói đến cái sự đóng góp của mọi người. Nếu chúng ta nghĩ đến những người thương thiết binh thì quý vị ghé đưa cái bàn cà phê đó, và chúng ta có một cái flyer trong này. Ngày mai từ 10 giờ cho đến 5 giờ chiều thì có những, chúng ta có thể theo dõi và gọi phone vô để đóng góp cho các anh em thương thiết binh, những người rất là đáng thương. Chúng ta thấy rằng những đồng bào chúng ta ở Việt Nam lành lặn tay chân đã khó sống, mà trong khi những người đã thiếu đuôi hai con mắt, không có mắt, cụt hai chân hoặc là một chân, họ làm sao họ sống được? Thì những lời nhắn nhủ này của ban tổ chức Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh 15 đã gửi đến cho tôi, và chúng tôi xin gửi đến quý vị, và mong rằng quý vị quan tâm và gọi phone vào để yểm trợ cho anh em thương phơi binh. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị. Cảm ơn các em hướng đạo. Cảm ơn bác sĩ Phạm Đức Phương. Trong buổi chào cờ đầu tháng 8 hôm nay do Ủy ban Điều hợp Sinh hoạt Cộng đồng tổ chức, chúng tôi nhận thấy về phía Ủy ban Điều hợp Sinh hoạt Cộng đồng, bác sĩ Phạm Đức Phương chủ tịch, ông Triệu Hà, ông Trần Đức Túc, ông Đoàn Văn Lập, tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, ông Trần Khánh Tùy, ông Hoài Thưởng, ông Bà Xuân Loan, cô Phan Hà và chiến hữu Bì Đông Quân Trần Song Nguyên. Về phía truyền thông ngày hôm nay, chúng tôi có sự hiện diện của ông Nghê Lữ, ông Trần Quỳ Channel, tôi có sự hiện diện của ông Vim Lộc, Mai Vim, và ông Lê Văn Hải, bà Hoàng Lan, bà Như Hòa. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện nói trên. Cũng xin nhận thấy có sự hiện diện của các hội đoàn ngày hôm nay, gồm có ông Nguyễn Thanh Lương, hội và ông Văn Tuấn, hội trưởng và hội phó hội thương thành tiến Bắc Cali, cô Nguyễn Thị Nguyệt, hội trưởng hội nữ công nhân San Jose. Tôi nhận thấy có ông Trương Thiện, đệ tử này ngon lành lắm nhé, hậu duệ này ngon lành lắm, hậu duệ này là ngon lành nhất. Ông Nguyễn Đình Lê, có anh em thiệt chí. Ông Mai Khuyên, chủ tịch khu hội cùng tù dân chính trị. Ông Nguyễn Giáp, Đinh Hữu Oanh, khóa 19 Hải quân. Ông bà Lê Thị Tình, Cao Thị Tình và Lê Văn Ý. Ông Nguyễn Minh Đường, chủ tịch khu hội, chủ tịch lực lượng sĩ quan Thủ Đức. Đại diện Lam Sơn, Cụ Nhân. Ông Võ Liệt của Văn La, hội trưởng
trường Văn Lan, trường Việt ngữ Văn Lan. Và chúng tôi cũng nhận thấy có sự hiện diện của ông Biên Đoàn, ứng cử viên khu vực 7 trong kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Và chúng tôi cũng có bà Su Phan, nữ quân nhân, đến tham dự trong buổi chào cờ hôm nay. Và chắc chắn chúng tôi vẫn còn thiếu một số quý vị. Và sau đây cũng có một số sự hiện diện của quý vị dân biểu. Xin mời lại phần giới thiệu dân biểu. Chúng tôi sẽ bổ túc danh sách sau. Xin mời ông Triệu Hà giới thiệu phần dân biểu và các quý vị quan khách nước ngoài có mặt ở đây ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đặc biệt ngày hôm nay quý vị thấy phái đoàn nữ quân nhân đến họ ngày mai là cái ngày đại hội nữ quân nhân ở San Jose, là tất cả nữ quân nhân ở trên toàn thế giới, 50 tiểu bang đến đại diện cho nữ quân nhân đại hội là cô Su Phan đã được giới thiệu. Xin chào cô Su Phan. Sau đây thì chúng ta có các dân cử, chúng ta có hai người dân cử ngày hôm nay. Thứ nhất là ông Tandem, Rick Tandem and Biên Đoàn. Mời Tandem và Biên Đoàn lên đây để phát biểu làm quen với đồng bào người Việt. Sau đó chúng tôi sẽ mời tất cả các đoàn thể phát biểu cái những gì trong diễn tiến trong tháng 9, tháng 8 và tháng 9. Mời anh Tandem. Hello everyone. First of all, thanks to Mr. Ha, Jeff, Jimmy and everyone for inviting me here. My name is Ritesh Tandem. I am running for United States Congress. I am in final in November. My fight is for our voice. Today, when we look into my opponent, he defund the police. He support the propositions which impact our Asian children. He says that we Asians are only 14%, so only 14% shall go to public state colleges and public jobs. The crimes are happening a lot against the Asian community. The people are suffering, the burglaries and everything. My fight is, I want to bring the innovation, manufacturing right here in America. I want to strengthen the police. I want to make sure that our children get the best education in the world. I want to work for you. I just request you to support me this coming November. Tell your friends to vote for me. Once again, this is Ritesh Tandem. I'm running for United States Congress, and my district is San Jose, Milpitas, Sunnyvale, Cupertino, Fremont, Newark, El Paso, and Los Altos. Once again, thank you so much for inviting me and giving me so much love. Mời anh Biên Đoàn lên phát biểu. Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử tháng 6 sơ bộ vừa qua đã đi qua, và khu vực 7 nơi chúng ta cử hành nghi lễ chào cờ hàng tháng suốt nhiều năm vừa qua là một khu vực trọng yếu của cộng đồng người Việt tại thành phố San Jose này. Cuộc bầu cử đã qua, chúng ta cộng đồng người Việt chỉ còn lại duy nhất một người được vào trong cái vòng kỳ 2, đó là ứng cử viên Biên Đoàn. Một cái may mắn cho chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng những cái lời tâm tình của anh Biên Đoàn ngày hôm nay tại cái khu vực này, tại cái vườn truyền thống này, những gì anh hứa hẹn với đồng bào, anh hãy nói và anh sẽ giữ đúng lời hứa để anh làm, để chúng tôi cùng nhau ủng hộ, để chúng ta có một nghị viên người Việt tại khu vực 7 trong thành phố San Jose này. Xin mời anh Biên Đoàn. Dạ, cảm ơn chú Phạm. Tên tôi là Biên Đoàn, ra ứng cử nghị viên khu vực 7. Biên là đại úy trong cứu hỏa trong thành phố San Jose này 22 năm đó. Thì mình thấy rõ ràng là cái người nhiệm kỳ bây giờ đó đương nhiệm đã không có làm gì cho cái cộng đồng của mình, mà còn vô phá hoại về cái Việt Mỹ, cái tượng đài Việt Mỹ.
Thì bây giờ Biên biết như vậy nào. Biên lên ngồi cái ghế nghị viên, sẽ làm việc với tất cả mọi người nghị viên khác và thị trưởng để cho có cái tượng đài Việt Mỹ này cho xong, và có phải có bồn tắm, và mình làm có một chỗ để cho cô chú bác ngồi nghỉ ngơi, không có bị nắng. Và mình phải làm lại cái chỗ gọi là VACC, là mình phải có thêm một cái mái mới và một cái bếp mới cho cộng đồng của mình. Và bây giờ mình cũng có một hai cái là ngay cái đường Story Road đó, là mình cần cái phướng, lá phướng treo lên trên mấy cái đèn là Little Sài Gòn, và hy vọng là mình sẽ có một cái cổng, hai là hai cái cột để là Little Sài Gòn. Thì quý vị đã thấy như vậy, mình đã bị không có người đại diện. Mình sợ là mình, nếu mà mình không thắng kỳ này, mình sẽ không có một cái tiếng, tại vì nó sẽ rất là nhiều người ngoại quốc trong cái gọi là nghị viên ngồi. Thì mình sẽ, cái thứ nhất là mình sẽ không có cái tiếng nói, không có ai giữ lại cái quyền lợi cho mình. Và cái tương lai của con cháu của mình nó cũng có đây. Thì mình cũng giận là tại sao người đương nhiệm đã chưa có làm cái gì cho cộng đồng của mình mà còn phá hoại. Nhưng mà mình vẫn có cái hy vọng, hy vọng là nhờ cái lá phiếu của tất cả quý vị ở trong khu vực 7, nên mình mới có một người đứng lên đại diện, có tiếng nói và lấy lại cái quyền lợi, giữ gìn cái tương lai cho con cháu của mình và giữ gìn cái lịch sử của người Việt Nam mình ở đây. Tại vì tất cả mấy người chiến sĩ, cô chú, cha mẹ của mình đã bỏ quá nhiều sức công, máu mủ để xây dựng cái cộng đồng Việt Nam này ở trong San Jose. Thì mình phải giữ gìn cái đó cho cái tương lai của con cháu của mình. Nhớ mùng 8 tháng 11 là đi bầu cho biên đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Xin phép được bổ túc thêm quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi có ông bà Phạm Hữu Sơn, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali. Chúng tôi có bà Ngọc Bích, hội cao niên. Chúng tôi có nhận thấy có sự hiện diện của ông Hải Quỳnh, nhà mạnh thường quân thuộc lẹ Bebon, bác sĩ Đào Kiều Liên, cô Diệu Hương, ông Chu Tấn. Dạ. Có những gì sơ sót chúng tôi sẽ bổ túc thêm. Xin mời trưởng. Kính thưa quý vị, tôi sẽ đọc các sau trước khi cô Ngọc Bích phát biểu về lễ huy của Đức Trần Hưng Đạo, có ông Peter Hernandez for Congress, xin ông Pháp, tới để làm quen với cộng đồng người Việt. Thì quý vị ở đây ghi lặng để chúng ta nghe ông Peter Hernandez. Hello everybody, my name is Peter Hernandez. I'm from San Mateo County, Hollister, California. So I'm running for Congress. I'm a sitting county supervisor right now in San Benito County. I'm running for Congressional District 18, which is South San Jose, all the way down to King City. It's a brand new district. I'm running against Zoe Lofgren. I don't know how many of you know her. She's a progressive leftist lady, very much anti-American. Her policies have been very destructive for our country. Green New Deal, attacking gas, right? She wants to increase gas prices, and she's been part of the problem with this Inflation Reduction Act, which actually is increasing the cost of our lives because of this, the spending bill. It's a very big deal. So bottom line is, my goal is to represent you in this district. I'm the Republican in the race. I already made it past the primary. I've been the guy known to fight the lockdowns and the mandates. I'm very proudly a conservative. I want to make sure that I represent you in this district. I'm going to work hard to do that. Thank you. Ông tên là Peter Henderson, ông dân là Congress. Ông này đối thủ của ông là bà Robert. Bà là Republican, người Việt, người Cộng Hòa duy nhất ứng cử. Và cái thành chỗ Việt Heritage, người bị lo, Việt Heritage sẽ đến dưới quyền của bà sau khi ông được đắc cử.
this is belong to your area also. This. Okay, so anything else you want to talk to them? Yeah, November 8th is the election, so please make sure that you come out and vote. Reach out to me, hernandezforcongress.com, if you have any questions. I'd love to take an interview, meet and greet, whatever it takes. I want to make sure that we get out the vote. In San Jose County, you're a big part of the voting block in this district. So if you show up, we beat Zoe Lofgren. If you show up and vote for Peter Hernandez, we beat Zoe Lofgren. Thank you very much. Thank you for coming. Ở đây chúng tôi có một số mẫu để điền đơn vào đi bầu. Quý vị đến đây, quý vị có thể đến gặp ông để đặt câu hỏi gì với ông về trong tương lai nếu ông đắc cử. Sau đây, tôi xin đọc một hai sinh hoạt của cộng đồng. Thứ nhất, quý vị đã biết, tiếng Việt trước 75 còn, người Việt tị nạn còn, cờ vàng ba chọc đỏ còn. Kính trọng kính mời quý vị ủng hộ Trung tâm Việt ngữ Văn Lang để quỹ điều hành. Thứ hai, lễ kỷ niệm 50 năm tái chiếm cổ thành Quảng Trị và đệ nhất chu niên tái chiếm thành Quảng Trị, chúng Việt đến tham dự. Sau đây xin mời cô Ngọc Bích. Tiếp tục phần thông báo của anh Triệu Hà. Tôi xin được bổ túc thêm buổi sinh hoạt của đầu tháng 8. Ngày mai, Chủ nhật, ngày 7 tháng 8, chúng ta có hai sinh hoạt. Sinh hoạt thứ nhất, đó là Hội đồng Hương Quảng Ngãi sẽ cử hành tại Cunningham Park lúc 10:30 sáng ngày mai. Tất cả xin mời quý vị đồng hương đến tham dự cùng với Hội đồng Hương Quảng Ngãi. Và cũng trong buổi tối Chủ nhật ngày mai tại nhà hàng Dynasty cũng có cái đại hội nữ quân nhân toàn thế giới tại nhà hàng Dynasty vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Dynasty. Dạ vâng, rồi chúng tôi sẽ có Dạ Vũ gây quỹ điều hành cũng như là sinh hoạt của Hội Thiếu Lục Chiến Bắc Cali cùng với lại Ủy ban kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày thành lập tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Xin anh Võ Lịch có đôi lời, muốn có đôi lời với lại quý đồng hương. Xin mời anh. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi là trung tâm trưởng Trung tâm Việt ngữ Văn Lang. Hôm nay tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Điều hợp Cộng đồng cho tôi lên đây để thông báo một số sinh hoạt của trường Văn Lang chúng tôi. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8, chúng tôi có tổ chức ghi danh cho học sinh mới tại Thư viện Thu Ly từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Và từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều, chúng tôi tổ chức huấn luyện sư phạm cho thầy cô để chuẩn bị cho khóa học mới. Và qua ngày 28 tháng 8, qua ngày Chủ nhật hôm sau, chúng tôi có tổ chức một show già vũ để gây quỹ điều hành cho Trung tâm Việt ngữ Văn Lang, vì 2 năm qua dịch bệnh chúng tôi đã xài hết những tiền còn lại của mình những năm trước. Năm nay tiến hành năm học mới chúng tôi rất là tốn kém, cho nên chúng tôi tổ chức cái show già vũ này. Xin mời quý đồng hương mua vé tham dự và ủng hộ. Và qua tháng 9, đúng tháng 9 ngày 11, đúng ngày 11 tháng 9, chúng tôi sẽ cử hành lễ tưởng niệm 9/11 tại Trung tâm Việt ngữ Văn Lang. Chúng tôi xin mời quý đồng hương cố gắng bỏ thời gian tham dự lễ tưởng niệm 9/11 tại Trung tâm Việt ngữ Văn Lang. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn ông hiệu trưởng trường Việt ngữ Văn Lang. Xin kính mời ông Nguyễn Thanh Lương. Ông Nguyễn Thanh Lương và Chiến Hữu Văn Tuấn có đôi lời về cái sinh hoạt đầu tháng 9 sắp tới tại công viên Kelly Park. Dạ, thưa mời niên trưởng Nguyễn Thanh Lương và Văn Tuấn. Kính thưa quý niên trưởng và cùng toàn thể anh chị em, ngày 1 tháng 10 là ngày sinh nhật binh chủng của Thủy quân chiến chúng tôi. Chúng tôi kính
mời quý vị cũng tới vườn truyền thống Việt hôm nay, như hôm nay, để tham dự cái buổi lễ chào cờ của Thủy Quân Chiến Bắc Cali. Rồi sau đây thì mời Mũ Xanh Tuấn nói tiếp cái tin tức về Thủy Quân Chiến. Kính thưa quý vị lão thành, quý vị huynh trưởng, niên trưởng cùng các anh em và gia đình. Hôm nay tôi Văn Tuấn là một thành viên của Hội Chủ Chiến Bắc Cali. Tôi xin được gửi lời đến quý vị vào những ngày sáng sắp tới, vào ngày 10 tây tháng 9. Tôi xin được thay mặt nhóm anh em Ủy ban Điều họp Cộng đồng, nhóm anh em Truyền thông Bắc Cali và nhóm của Việt Cali, tức là Việt Museum. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ long trọng có tên là lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng cổ thành Quảng Trị và lễ an vị tượng đài đệ nhất Chu Niên. Xin kính mời quý vị, tất cả mọi người cùng chung vui chúng tôi. Sự góp mặt quý vị là sự khích lệ chúng tôi tiếp tục đi trên con đường mà chúng tôi sẽ đi, đó là về sinh hoạt cộng đồng. Và một lần nữa, để tiếp lời của anh hội trưởng Nguyễn Thanh Lương của Thủy Quân Lục Chiến, tôi là hội phó nội vụ, xin kính mời quý vị vào ngày lễ chào cờ 1 tháng 10 rơi vào ngày thứ bảy, xin quý vị tham dự để cổ võ vào chúng tôi. Và để nhắc nhở nữa là cái địa điểm lễ chúng tôi tổ chức 50 năm sẽ nằm trong khuôn viên Việt Museum, tức là vẫn là nơi mà chúng tôi đã cách đây vài tháng trước đã tổ chức lễ an vị tượng đài. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn Chiến hữu Văn Tuấn. Và kính thưa quý vị, xin quý đồng hương vui lòng ở lại trong 3 phút nhân dịp lễ Vu Lan, lễ mẹ, mùa báo hiếu và cũng là ngày xá tội vong nhân rằm tháng 7. Vị mạnh thường quân giấu mặt đó đã đến đây. Xin trân trọng kính mời không quân Lê Văn Hoải, nhà mạnh thường quân gắn bó với sinh hoạt cộng đồng cùng với chúng tôi, có đôi lời và chuyển quà đến tất cả quý đồng hương có mặt ở tại buổi chào cờ ngày hôm nay. Xin quý vị vui lòng đến, sau khi Lê Văn Hải dứt lời, chúng ta sẽ có phần quà tặng đến tất cả quý vị vào ngày lễ mẹ. Xin mời Lê Văn Hải ạ. Kính thưa quý ni chờ, kính thưa quý chính hiếu, kính thưa tất cả quý quan khách, thứ sáu này đó là với người Á Châu của chúng ta, đó là ngày rằm Vu Lan. Vu Lan nhắc trước cho chúng ta đó là một cái đức gọi bằng đức hiếu. Cái đức hiếu với người Việt Nam mình đó là đức đầu tiên của con người. Nếu chúng ta không thương được cha mẹ mình thì chẳng có ai trên đời này chúng ta thương được cả. Mà người Việt Nam của mình có một cái điều không có hay, đó là thương nhưng mà không nói, không diễn tả. Bởi vậy nhiều bậc cha mẹ con cái thương nhưng mà khi qua đời chưa bao giờ nghe được một lời yêu thương từ con cái. Nên chúng ta nên học người Mỹ, đó là thương là diễn tả, thì ôm mẹ mình nói những cái điều mình yêu thương. Đó là những cái hay của người Mỹ chúng ta nên học. Xin cảm ơn tất cả quý vị, cầu chúc cho quý vị một mùa Vu Lan an lành, vui vẻ bên cạnh con cái người thân. Xin cảm ơn. Và xin mời tất cả quý vị, chúng tôi có một cái chai rượu kỷ niệm mùa Vu Lan.
xin gửi tặng đến tất cả quý vị. Cảm ơn anh Lê Văn Hải. Thưa quý vị, ở trên cái bàn cà phê chúng ta có cái cuốn một cuốn báo xuân để tặng tất cả các quý vị, xin quý vị ghé lấy. Và trong đó có cái flyer Đại Nhà Hội Cảm Ơn Anh kỳ 15 sẽ diễn ra vào ngày mai, xin quý vị ghé lấy cái cuốn của Hội HO Cứu Trợ Thương Bệnh Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa tại cái bàn cà phê, để mà chúng ta có được những chi tiết về các anh em thương phế binh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, các ứng cử viên Cộng Hòa, Peter and Rites, want to take picture with tất cả cộng đồng bào người Việt Nam ngay đây. Come here, we go down here, take picture to all Vietnamese community. Let the chair for you guys take the picture. Come over here. Where are you standing? No, okay. This side, turn around this side, yeah, see the side of Viet Heritage Garden. Come on, Peter. Xin mời quý vị, kính mời quý vị đến đây chụp hình chung với các ứng cử viên của... Kính thưa quý vị, xin mạn phép giới thiệu cùng quý vị là chúng tôi có chương trình phát thanh câu chuyện hàng tuần với đại biểu quốc hội liên đoàn vào mỗi ngày thứ bảy từ 3 tới 3:30 trên băng tần 1430 AM. Xin mời quý vị chụp hình chung với ứng cử viên. Dạ, xin nhắc lại. Thấy cái bảng vườn truyền thống Việt, Viet Heritage Garden. Đây, this is a souvenir picture. Please come. Xin nhắc lại chương trình phát thanh từ 3 giờ tới 3:30 chiều ngày thứ bảy hàng tuần từ đây đài 1430 AM từ đây cho đến ngày bầu cử, cho đến ngày tổng tuyển cử tháng 11. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin được kính mời quý đồng hương đón nghe chương trình phát thanh câu chuyện hàng tuần với đại úy cứu hỏa biên đoàn hàng tuần vào ngày thứ bảy từ 3 giờ cho tới 3:30 trên băng tần 1430 AM. Xin cảm ơn quý vị. Xin nhắc lại, chị Cao Tình có nhắc là chương trình của đài AM 1430 từ 3 giờ đến 3:30 sẽ có buổi nói chuyện liên tục của ứng cử viên biên đoàn đại diện cho khu vực 7, và quý vị hãy lên đó để chúng ta cùng coi. If you guys selected, we can take another picture here, okay? Nghe để coi ứng cử viên biên đoàn sẽ nói về những gì cho cộng đồng chúng ta trên 1430 AM 3 giờ đến 3:30 thứ bảy. Cảm ơn cô Cao Thị Tình rất nhiều. Cảm ơn đồng bào đã đến để chụp hình chung với các ứng cử viên quốc hội tiểu bang và liên bang. Trước khi quý đồng hương ra về, xin thành thật cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi lễ chào cờ ngày hôm nay cùng với ủy ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng. Trước khi rời khỏi địa điểm hành lễ, xin quý vị ghé qua bàn ở trên bàn của ban tổ chức để nhận một phần quà do Không quân Lê Văn Hải yểm trợ gửi đến tất cả quý đồng hương. Và cũng một lần nữa xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý niên trưởng, quý đồng hương, quý hội đoàn đã có mặt cùng chúng tôi ngày hôm nay để buổi chào cờ đầu tháng 8 được thành công. Xin cảm ơn tất cả. Một lần nữa, trước khi ra về, quý vị ghé bàn tiếp tân để nhận một chai rượu làm kỷ niệm cho anh Lê Văn Hải, tặng một chai rượu giá trị có hình ảnh của người mẹ và đứa con. Mời quý vị tới đây là nhận rượu giùm. Nay họp để mình tổ chức. Xin mời quý vị ủy ban và ngày hè của lính họp ngày hôm nay lúc 11 giờ. Anh quỳ. Vì dân media.